Vì chiến tranh trung đông bùng nổ, các tổ chức có tính cách quốc tế bắt đầu phát động liên tục nhiều hoạt động công kích, mục đích là gây ra sự khủng hoảng và hỗn loạn. Thế nên các vị lãnh tụ nào có ảnh hưởng về chính trị và tôn giáo đều là mục tiêu công kích của bọn họ. Vì vậy, các tổ chức duy trì hòa bình và an ninh thế giới tất nhiên phải dốc toàn lực để đối phó trải qua nhiều giai đoạn. Ngày mai là ngày 8 tháng 8, tức là trước ngày quốc khánh 25 chu niên của Tân Gia Ba. Toàn quốc tưng bừng chúc mừng, sẽ dùng đường Phu Chi để trở thành khu vực cho người đi bộ. Ngoài ra, ông Dalai Lama ngày mai cũng sẽ tới thăm viếng Tân Gia Ba. Tuy rằng bao hôm trước đã có người cảnh cáo rằng ông Dalai ở Tân Gia Ba sẽ có nguy hiểm và cũng sẽ bị người ta hành thích. Nhưng mà ông Dalai Lama đã nhấn mạnh là không bãi bỏ cuộc thăm viếng này. Bên cảnh sát Tân Gia Ba cũng tường điện một lần nữa rằng, tuy là trong lúc quốc khánh không đủ nhân viên để làm việc, nhưng họ cũng sẽ bảo vệ chặt chẽ ông Dalai Lama. Đồng thời, hình cảnh quốc tế phụ trách phản hoạt động khủng bố cũng đã đặc biệt phái chuyên gia phản khủng bố đến Tân Gia Ba để mà hiệp trợ với cảnh sát, xếp đặt tất cả những hành động bảo an trong lúc ông Dalai Lama đến viếng thăm lần này. Sau đây tiếp tục là phần báo cáo của những tin tức khác. Xin mời quý vị đón nghe. Chuyện này vậy? Tôi để mất pizza. Ở đây không ai kêu pizza. Vậy hả? Vậy thì tôi có mì cu đông đây. Ông Sadoro kêu tôi tới. Đại chủ nhân đã kêu tôi đây. Asatakanama đã xâm lược. Shinikami là người đã. Vào lúc 2 giờ tấn công bắt đầu. この部隊が先に攻めるか、7時45分にみんなに知らせる。7時半に空港の外に集合しろ。特に気をつけることは、最新の情報ではアンチテロが発見された。我々の敵であるルイ隊がシンガポールに乗り込んできた。こいつは一番のくせ者だ。すぐ殺してしまえ。こいつを見つけたら、これが悪奴だ。え？ん？待って、待って、待って、待って、待って。Đi lục soát. Cảnh sát đây, cảnh sát đây, bỏ xuống xuống. Đồ ngu. Nữa chạy thoát rồi. Anh Thái à, thế nào? Có thu hoạch gì không? Chúng nó chuẩn bị súng ống nhiều như vậy, chắc chắn ngày mai quyết định giết chết ông Dalai Lama đó. Nhưng không ngờ ông Kamakura đầu sỏ xích quân cũng ở chỗ này. Nếu biết không cho nó chạy thoát đâu. Cái bọn mắt dình này lựa ngày quốc khánh là giết chết Dalai Lama. Thù lao lên đến 100 triệu Mỹ Kim, làm sao bọn khủng bố này không giết chứ. Nhân dịp quốc khánh cả nước đang rộng rịp, thật là thời cơ tốt đó. Mấy hôm nay vợ tôi sinh đẻ đó, tôi tưởng Tân Gia Ba rất là an ninh chứ, làm cảnh sát kiếm ăn được chứ. Ai ngờ lại xảy ra vụ như vậy thì phải tức quá đi thôi. Phải rồi, anh muốn có thằng con trai mà. Đúng, đứa thứ 8 hả? Đúng rồi, bọn chó đẻ này thiệt hại, tôi không cho được yên lòng làm người cha nè. Mẹ kiếp nó thiệt là. Đừng dân tục nữa. Thái à,
Tôi quen anh mười mấy năm rồi, anh vẫn ghét người ta dân tục hả? Bởi vì tôi là người lịch thiệp. Hình cảnh quốc tế có mướn người nấu cơm không hả? Nè. Ê, hey, thuốc này là thuốc giả đó. Chà, anh thạch đầu à, anh hoàn toàn khác hẳn hồi trước đó. Hồi trước anh giống như con cọp vậy, bây giờ trở thành người gia trưởng rồi. Hồi trước một ngày anh hút 4 gói thuốc, bây giờ học người ta cai thuốc nữa, anh làm gì vậy? Không vậy sao được. Bảy đứa con gái tôi liền dành viết một tấm giấy để ở đầu giường của tôi, nói rằng ba ơi, hút thuốc nguy hại đến sức khỏe, ba quyết tâm cai thuốc đi. Anh bảo tôi làm sao? Thì làm một người cha tốt đi. Đúng rồi. Làm một người cha tốt rồi. À phải rồi, anh nói là tôi đeo kiếng hay không đeo kiếng, cái nào đẹp? Cũng là cái bộ mặt đó thôi. Không phải đâu, bạn gái tôi nói là nếu tôi không đeo kiếng thì giống Đàm Vĩnh Luân đó. Phải giống lắm. Đàm Vĩnh Luân cận thị hơn 1000 đũa mà. Vậy nghĩ đi. Đúng. Mai là một ngày dài đằng đẵng. Happy birthday. Bữa nay em không đi làm việc hay sao? Hôm nay em nghỉ phép, em muốn làm cho anh ngạc nhiên đó. Cái gì vậy, anh không được vui lòng sao? Nè, em có bánh tặng cho anh đó. Tặng bánh gì đó? Đón coi. Chocolate hả? Ừ? Ai trên lầu vậy? Đâu có. Có phải những lúc em không có ở đây, anh dẫn con gái nào về đó phải không? Đâu phải, anh đâu có dám vậy. Đem lên tỉnh xem coi. Hey. Bọn họ là ai vậy? Ồ, họ là đồng chí của anh. Anh là Samuro xếp quân Nhật Bản. Anh không phải luật sư Hồng Kông sao? Em không tiết lộ ra đâu, anh nên tin em đi. Em là bạn gái của anh mà, tại sao không tin em được chứ hả? Nè nè nè, tụi mình đi xuống dưới đi. Xin thắt dây an toàn. Xin thắt dây an toàn. Anh có sao không vậy? Sao lại mửa vậy hả? Nè, anh có sao không hả? Mửa ói mặt xanh rồi nè. Đã nói không đi máy bay mà, người ta sợ cao đó. Anh đúng thiệt là vô dụng mà. Ngày thường thì cứ lấy le là cái gì cũng giỏi hết. Đi thang máy cũng nói là chóng mặt, đi xe treo lại nói là tim đập mạnh. Bây giờ đáp máy bay bít kính như vậy thì anh lại mửa. Tại khi các bánh ông qua đóng cửa sổ đó. Người ta sợ cao mà. Ta nói công ty tăng gia ba đi mà cao thì đâu có chuyện gì đâu. Phải rồi, em không có bị anh gạt nữa đâu. Vừa mới cập bờ là anh đã đi cờ bạc, thua sạch hết rồi mới trở lại bến tàu. Em đi Macao 20 mấy lần, nhưng đại tâm ba lại cái gì cũng chưa từng thấy nữa. Nói ra bị người ta cười thúi mặt. Để tôi dẫn em đi ra qua Paris chơi một lần nha. Phải rồi, anh nói 2 năm rồi đó. Khách sạn Paris thì anh dẫn em đi mấy lần rồi mà. Rất may là không dẫn đàn em đi theo. Nếu nó thấy đại ca nó, thằng B kim lên chuỗi này mửa như vậy hả? À, thằng Y to rồi, Y to rồi. Anh Bi, anh đi Tân Gia Ba hả? Chị Bi. Ờ, ta đi Tân Gia Ba thâu tiền á. Tôi tưởng là anh đi du lịch chứ chị. Cả đám anh em của mình tổ chức đoàn pháo binh để đi hiến thân vì nước đó. Tụi bé không phải qua Thái sao? Bây giờ bên Thái có nhiều bên S lắm, cho nên rút lui đổi hướng lại rồi. Ê, anh Bi và chị Bi ở đây nè. Chào anh Bi, chị Bi đi. Chào anh Bi, chị Bi đi. Chào anh Bi. Ở ngoài giông tố lớn lắm. Anh Bi, anh khó chịu hả? Tôi đi toilet nha anh chị, bye bye. Anh giỏi lắm nha. Bây giờ ai cũng biết anh là người trong giang hồ rồi. Chú em là vua phải không? Sao hỏi? Bởi vì em cứ trách anh, đừng trách bên ngoài có được không hả? Đúng rồi, nếu anh không giữ ý thì đi kiếm cặp cô khác đi. Nói chơi không được sao? Không. Giận hả? Ca bản nghe chơi đi. Không ca. Bản có lừa nước quà đó. Không nghe. Không nghe thôi đi. Chỉ thích nghe đàn với luôn thôi nè. Cầm dùm đi. Nghe.
Anh đi toilet nha, lát nữa trở lại. Cứ thông thả. Sao lâu dữ vậy? Quá, tôi đau bụng, đi cầu tiêu lại phải sắp hàng. Anh Bi, anh đi toilet hả? Ê, các người làm ơn. Ê, không cần đâu, tôi qua bên kia được rồi. Làm ơn trước bỏ giùm đi. À, được rồi. Thưa ông, chỗ này không vô không được đâu. Tôi chỉ đi lát thôi mà. Ê, tôi đã nói vô không được mà. Nè, đừng để con tôi nha. Xin lỗi nha, chỗ này ông không vô được đâu. Cho anh vô đi. Đấy, ông đã nói chuyện mới là người có điều đó nha. Ngồi xuống đi. Nè anh, có gì mà la lối. Xin lỗi, cô gái này năm nay bao nhiêu tuổi vậy hả? Ông hỏi đi làm gì? Không phải, đẻ ngày 27 tháng 6. À, ông biết ngày sinh tháng đẻ của tôi, là còn muốn biết tôi bao nhiêu tuổi, ông muốn làm cái gì đây? Tôi cảm giác thấy chúng ta sanh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Ha ha, ông lẩm cẩm rồi đó. Đẻ cùng ngày, cùng tháng, cùng năm mà sao ông lại già như vậy chứ hả? Tôi lớn hơn cổ một con giáp, nghĩa là tôi lớn hơn cổ 60 năm. Năm nay tôi đã 81 tuổi rồi. Tính theo cách tính của Trung Quốc, chúng ta có số mạng giống như nhau. À nè, ông nói bậy đó, đừng có tin ông nha. Tôi sẽ được may mắn hơn ông. Ồ phải, vận mạng giống nhau, phải lấy ông sao hả? Vận mạng chúng ta giống nhau, giống nà ná nhau. Hôm nay tôi có tai nạn, hy vọng là cô cẩn thận tất cả mọi việc. Mất rồi. Nè, khoan này đã, để anh chửi đã. Phát phát, cô vừa con khỉ, bộ tướng qua thượng rất khờ, để ta suy nghĩ đi. Khu 11 phát hiện có một nhân vật khả nghi, bây giờ tôi đi điều tra đi. Ông Liết, cà phê đây. Cảm ơn. Không có chi. Chà, mỗi ngày anh uống tới 10 tách không? Ngày nào ông Đa Ca chơi rồi khỏi Tân Gia Ba, tôi ngủ không có được yên. Hả? Có quà đó hả? Bạn gái tặng đó. Ông Lý, cô bị bọn có báo cáo. Nhân viên bảo an vừa bị người ta giết chết. Cái máy bộ đàm cũng mất luôn. Ê, vậy nhưng công tác bảo an mà nói ra bọn địch đã nghe hết rồi à? Tổ thứ nhất báo cáo, tổ thứ nhất báo cáo. Chiếc máy bay SQ-52 đã đáp xuống rồi. Không được đâu, hay đừng cho ông Đa Ca nhập cảnh. Hey, không được đâu, dính dấp với vấn đề chính trị quá nhiều rồi. Tôi không đủ thời gian xin ý kiến cấp trên. Phiền nhất là mấy ngày này là ngày quốc khánh của chúng ta, cho nên không đủ nhân viên để điều khiển đó. Nhưng khi ông Đa Ca xuống máy bay, lỡ xảy chuyện gì tụi mình khống chế cũng không được. Theo điều tra của hình cảnh quốc tế, có 11 nhân vật chủ yếu của sĩ quân đã rời khỏi chỗ ở của chúng. Theo tôi phỏng đoán, chắc là tới Tân Gia Ba. Nên lần này không thể đoán được phải đối diện với bao nhiêu phần tử khủng bố. Thì tôi biết kẻ thù của ông Đa Ca chịu trong 100 triệu Mỹ Kim giao dịch cho sĩ quân, chỉ giết một mình ông Đa Ca nên bọn sĩ quân chơi hết mình đó. Ông Lý, Đa Ca Lama đã bị xuống máy bay. Nè nè anh à, con gấu trắng nó đẹp quá kìa, mua một con cho em ôm đi nha. Wow, cái con gấu trắng đó à, đáng giá mấy trăm bạc đó. Đến một phần đem qua mà hay hơn mà. Ý, sanh tệ quá vậy, cứ nói đến tiền hoài. Không có tiền đâu, tóc em làm sao đẹp được như vậy hả? Không có tiền làm sao mà đẹp như vậy? Không có tiền em mà thì chết thuốc hồi nãy nữa vậy. Ờ, anh rời cái gì vậy, anh muốn chết hả, tránh ra. Hay cha, còn nói giờ lái nữa kìa. Sao lòng dạ hẹp hòi vậy, phát phát dường con khỉ. Anh phục em rồi ha. Thưa ông Đa Ca Lama, tôi là người phụ trách an ninh cho cuộc hành trình của ông. Vì vấn đề an ninh ông không thể ra ngõ này, chúng tôi có xe ở bên cửa cho ông. Bên ngoài có rất là nhiều người chờ đương sự của tôi. Đa Ca, bây giờ ông có hai con đường. Thứ nhất là ông theo chúng tôi, thứ hai là ông lên phi cơ bay trở về. Được, tôi đi theo các ông. Thank you.
coi chừng các cô tiếp đại viên. Cô kêu anh bỏ xuống kìa. Mày kêu nó ăn cướp đi. Anh kêu cô ăn cướp hả? Anh mất rồi hả? Cô có sống được? Mày tránh ra. Đừng mà. Đừng mà. Buông mày gác tôi ra. Bỏ xuống xuống. Nếu không tự giết cổ. Nè nè nè, bỏ xuống xuống đi. Cô chừng hả? Vợ tôi đó nha. Tôi đừng có làm ồn mà. Bỏ xuống xuống đi. Đứng im nha. Bỏ xuống xuống đi, có nghe không hả? Lâm viện trưởng xin lập tức tới phòng cấp cứu. Lâm viện trưởng xin lập tức tới phòng cấp cứu. Mau lên, mau lên đi, cẩn thận nha. Cẩn thận coi chừng đó. Mau lên, mau lên, lại lên, lại lên. Lên lên đi, mau lên, mau lên. Cẩn thận. Ở kia đi. Lên lên lên. Cẩn thận nha, coi chừng đó. Coi chừng đó. Lên nè. Mau lên, lại lên, lại lên. Lên nè, được chưa? Lên nè. Lên nè, chết nha. Lên nè, coi chừng đó nha. Lên nè. Lên nè. Có sao không hả? Lên nè, em đừng chết nha. Lên nè, đừng chết nha hả? Là bờ tranh nha. Là bờ tranh đây. Lên nè, đừng chết nha hả? Đừng chết nha. Ai là người phụ trách đây? Ai là người phụ trách? Tôi đây. Tôi là viện trưởng. Đúng rồi, tôi là người phụ trách an ninh. Viện trưởng. Lập tức tiến hành tuần tự cứu cấp. Công việc an ninh của bệnh viện thế nào? Bệnh viện chúng tôi có người bảo vệ. Không đủ đâu, có khí giới không? Không có. Không hả? Điều đội quân đội đến bảo vệ Lama. Hành động tử thần chưa chấm dứt đâu. Tụi nó quyết định giết Lama đó, đi. Oh my god. Máu của họ giống như nhau. Thưa viện trưởng, máu của hai bệnh nhân đó đều là loại P. Kho máu của mình không có thứ máu này đâu. Hả? Mình phải lập tức đi tra bản tin coi. Tôi muốn vô thăm bà gái của tôi. Ê, bệnh viện này không cho hút thuốc đâu. Sao anh hút? Kỳ vậy? Thuốc giả mà. Anh muốn xỏ tôi hả? Cái gì? Anh bình tĩnh đi mà, tôi rất hiểu tâm trạng của anh. Bạn gái anh không sao đâu. Anh kiếm chuyện với tôi đó. Thôi mà, ok. Viện trưởng. Viện trưởng, tình trạng Đa Calama thế nào? Sao hả? Vì bị miệng đạn găm vào phần phổi phía trái, làm cho chảy máu nhiều. Phải lấy miệng đạn đó ra. Nhưng mà tôi nhận thấy làm như vậy rất dễ dàng làm đứt bệnh máu lớn. Nhất định phải có đủ số máu mới có thể giải phẫu cho ông được. Máu tôi không thể nhớ để đâu. Nếu không thì như thế này, chúng tôi sẽ kêu binh lính tới đây để mà tự nguyện cho máu. Bây giờ có hai vấn đề. Thứ nhất là loại máu của ông Lama này. Anh làm ơn tránh ra giùm đi. Phi thường đó, thuộc về loại P. Nếu chúng ta không kiếm được loại máu này thì không cách gì truyền máu ông ta được. Kho máu của mình không có thứ máu này hay sao? Theo tôi được biết thì toàn nước Tân Giao Ba cho tới bây giờ không có quá 7 người đâu. Có thể điều tra được. Tôi đã kêu người liên lạc với bên kho máu rồi. Vấn đề thứ hai là loại máu của cô gái đó giống như loại máu của ông Lama vậy. Việc này có thể là bà gái tôi sao hả? Là sự ngẫu nhiên trong sự ngẫu nhiên. Viện trưởng à, viện trưởng. Bà gái tôi sao hả? Kho máu đã phát tới cho mình rồi. Tất cả có 5 người đều có điện thoại liên lạc được. Ok, lập tức kêu 5 người này tới bệnh viện đi. Yes sir. Tôi nghĩ tụi mình đi hay hơn đó. Mình chia ra 5 tổ đi. Hey, anh phải biết mà. Lần này thì tụi mình không có đủ người đâu. Việc điều động quân đội đến bệnh viện tôi đã hết sức lắm rồi.
anh có biết hôm nay là trước ngày quá khánh hay không? Ok. Lâm viện trưởng, chúng tôi còn bao nhiêu thời giờ? Nếu ông Lama và cô gái đó trì hoãn giải phẫu, chịu đựng không nổi 8 tiếng đồng hồ đâu. 11 giờ tối nay. Đúng rồi. Liên lạc Hồng Thập từ Hồng Kông, Thái Lan, Mã Lai, coi có loại máu này không. Có bảo họ đem tới liền. Mau đi. Ừ. Nè, tôi chỉ biết tình hình mà gác của tôi mà thôi. Nghe tôi giải thích đi. Được, tôi nghe tôi giải thích. À, ông Lý à, trong năm người đó có một người qua Âu Châu chưa về đó. Có một người chết rồi, bây giờ chỉ còn lại có 3 người. Là 3 người nào? Một người tên là Trần Mộc Quê, anh ta mở một tiệm thời trang ở đại lộ Oxa. Người thứ hai là người Mã Lai tên Anh Đềm, ảnh làm việc trong nhà hàng Ấn Độ. Một người nữa tên là Ba Mập, nhà ở Ngưu Sa Thủy. Được, anh dẫn ba anh em đi kiếm anh Trui và Ba Mập đi. Yes sir. Còn anh và Tù Sì đi kiếm Trần Mộc Quê. Cô nói cái gì vậy? Máu của bạn gái tôi giống như anh nhà ngoài thượng đó hả? Vậy cứ qua trước đi. Tôi gọi đi cao cát người nha. Ê, đừng có nóng nảy mà. Thật ra đi, tôi nói cho ông biết. Ông làm gì anh có bằng rồi nha. Ông mà cứ ông ngoài thượng, cứ bạn gái tôi nha, thì tôi giết chết ông ngoài thượng đó luôn. Thật biết không? Thằng cha này phiền phức quá, tạm thời giam nó lại đi. Yes sir. Nè, làm gì vậy? Nè, làm gì không tốt đâu. Dù sao nó... Cái gì? Cái gì à? Nó cũng là một nạn nhân đó. 24 tiếng đồng hồ nữa thả nó ra như vậy sẽ có lợi cho mọi người đó. Nếu như máu chỉ cứu được một người thì tính sao đây? Lúc đó sẽ tính. Trở về làm việc đi. Nè, thằng Malay đó không cần tội nghiệp nữa đâu. Sao bữa nay anh nóng nảy vậy? Bây giờ anh sắp đẻ hả? Ừ. Còn thời giờ đi thăm chị. Nè, bắt tôi đi đâu vậy? Về sở cảnh sát chứ đâu? Về sở cảnh sát hả? Tôi có tội gì là về cảnh sát? Đi đi, tôi hứa các anh nha, tôi sẽ bình tĩnh lại, tôi thăm bà gái tôi đi. Không ai giỡn với mày đâu, lên xe đi. Đứng yên. Đứng yên nha. Đừng xuống đây. Đừng xuống đây. Đừng diễn nó đi. Quay đầu lại. Nào đồng xe đi. Đưa bản tài liệu đi, nhớ lên. Anh em đưa tôi hả? Tôi biết được đi đâu. Anh biết bây giờ đã phạm luật Tân Gia Ba mấy điều khoản không? Anh đã hiểu được sao? Tôi không nè. Đã 3 giờ rồi. Kiếm ai trước đây? Đi từ từ nha. Vậy anh phải nhớ là tối nay 8 giờ nhà hàng tầng dưới khách sạn Westin đó, không có được tới trễ đâu đó ha. Bye bye. Yeah. Tránh ra. Làm ơn tránh ra đi. Đi đâu gấp vậy? Vào nhà thương thì có, xuất viện làm gì có chuyện vậy? Bye bye. Lê 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 lê. Xe rê. Cậu, tối nay mấy giờ tan sở? Giao 7 giờ. Bãi bỏ tất cả đi. 24 tiếng đồng hồ ở đây. Nhớ nè, về phòng đặc biệt trị liệu kinh trường Olama và báo cáo bệnh tình cho tôi biết. Anh này cậu à, tối nay tôi có hẹn với người ta. Là trai hay gái? Là trai đó. Vậy không có sao. Không phải đâu, là gái. Vậy thì mày càng phải trực nữa, đừng đi chơi bời gà gẫm tình cảm của người ta. Hay chết rồi, bắt tôi canh chừng ông hòa thượng khỏi phải cá ngựa rồi. Tình hình của cô phòng số 2 không có sao đâu. Có vui không hả? Má mi con muốn được đứa em trai. Ồ biết rồi. Thì da làm đúng chú Thái rồi đó phải không? Đưa lại đây, lại đây. Nói như vậy mà đừng có chửi nó nữa. Con có sao không vậy? Không sao chứ? Không sao đâu, cứ để tụi nó chơi đi. Ba tụi nó đó mua thứ này cho tụi nó chơi không biết cái gì hết á. Không có chơi chơi nữa. Thấy em mà sao dữ quá vậy? Được rồi, anh đi làm việc đi, mặc kệ em đẻ con nó có nhiều kinh nghiệm rồi. Anh biết làm sao rồi. Lần này quan trọng nhất á là em đẻ một đứa con trai cho anh biết chưa? Khám lần này biết trai hay gái vậy? Anh nói nếu biết trước thì không có hay đâu, để chờ khi đẻ ra anh mới thấy thú vị đó. Còn nói nữa, đến khi em sinh ra thấy nó là con trai con gái mới hứng chứ hả? Anh kỳ cục quá. Thật vậy mà. Chắc là con trai hay sao? Anh mong như vậy thôi. Nè các con à, phải nghe lời má nha hả? Nè anh Thạch Đầu, đủ rồi chứ, mình phải về đi. Vậy đi làm việc đi. Con heo buồn ngủ hả? Má bầu con nha hả? Bye bye. Bye bye ba đi con. Nhớ ngoan nha. Bye bye. Bye bye. Dạ chào. Ai mà thắc mắc á, bà bắt về sở cảnh sát nhà biết chưa? Bye bye. Nè Thạch Đầu.
Sao bữa nay tôi thấy tướng anh có chỗ nào khác đó? Có gì khác? Đẹp trai hả? Có gì? Coi tài liệu của ba người đó. Sự phân tích di tính về dân cư Tân Gia Ba rất khá, thật là tỉ mỉ. Tôi không phục những người phân tích nhanh nhẹ. Tầm mắt anh màu gì? Không biết. Đằng kia em có chỗ đồ xe, mình cút bộ đi hả? Nè, chắc là ở bên kia. Đi. Nè, La Bamba không phải ở bên đó đâu. Không biết rồi. Nè, mặc áo ra đi. Nè, mặc áo ra đi. Bộ mắt dịch này à? Tại sao biết mình đến đây? Tần Nhất là biết Trần Mộc Quê có ở đây không? Em à, tại sao anh vừa đi toilet về trở thành như vậy chứ? Em à. Ông anh à, xin hỏi Trần Mộc Quê ở đâu vậy? Dạ, tôi là Trần Mộc Quê. Cái gì? Anh là Trần Mộc Quê? Dạ phải, tôi lấy thẻ căn cước chồng coi. Thật đâu? Anh Thái, anh cái gì chứ? Nhìn kỹ đi. Sao anh biết vậy? Tài liệu có nói rõ Trần Mộc Quê cao 1 thước 50, chưa kết hôn. Thằng này ít nhất 1 thước 8. Anh thuộc lại như vậy, hẹn chỉ cần thị 1000 đô đó. Mau thông báo đội thứ hai đi, nếu không sẽ không kịp đó. Anh nhờ tôi cứu mạng anh mà, tại sao vậy chứ? Không mà gần chết tôi. Ở đâu như vậy? Ở tiệm rồi. Cảnh sát đây. Cảnh sát à, đúng là thằng cha kia kìa. Sao lại đây hả? Tại sao tôi không thể ở đây? Cái tiệm của tôi bị nổ tung kìa. Vậy chứ anh là ai? Tôi là... Anh là Trần Mộc Quê đó. Nếu tôi không dẫn anh xuống cà phê, đâu còn mạng đứng đây nữa, thiệt là. Giữ gì mà giữ đi. Quả bên này. Đứng yên. Tôi cho anh biết nha. Nếu anh là đàn ông lên từ thách Trung Quốc thì để xuống đi. Đánh tôi đâu cho tôi. Được. Được. Để tao cất súng với lũi với mày. Anh thiệt là ngu đó. Anh được lựa từ đàn ông truyền thống Trung Quốc ra đó. Thái. Ông Trần à, xin lỗi ông chờ tôi một chút. Ai quay cổng kìa, biết ông cũng chạy à. Nằm xuống. Cứu tôi với. Bỏ xuống đi. Bỏ xuống đi. Cứu tôi với. Bỏ xuống đi. Bỏ xuống. Mi. Cứu tôi ra đi. Mi. Đừng mà. Bỏ lại bắn kết. Cứu tôi ra đi. Cứu tôi ra. Bắn người ta. Buông tôi ra đi mà. Thái à, cẩn thận nha. Nó sắp ra ngoài rồi. Tôi muốn nó ra ngoài. Nè. Tránh ra. Anh giỏi thiệt. Sao anh đoán được cái kính của nó bị mờ vậy? Bên ngoài 30 mấy độ, trong này máy lạnh mát như vậy, khi ra ngoài thì sẽ bị mờ rồi. Chuyện này người đeo kiến thì mới biết được. Nè, bây giờ chúng ta sao? Liên lạc với đội thứ hai. Đi đi. Anh Thái à, ở nhà hàng không ai nghe điện thoại, chắc xảy ra chuyện gì. Gọi thằng Ba Mập đi. Alo, kiếm thằng Ba hả? Ai cũng biết nó tối ngày kiếm ăn ở Sentosa mà. À.
Các người muốn gì đây? Thằng Ba Mập ở đâu rồi? Thằng Ba Mập hả? Tôi đâu có biết. Không biết hả? Không biết hả? Không biết nè, không biết. Gặp thằng khốn nạn rồi, tôi đánh nó mới được mà. Đứng im, đứng im, đứng im. Ê, đừng làm mẫu nha, đứng im nha. Đứng im. Anh có biết anh đang làm gì không? Tôi dĩ nhiên là biết tôi làm gì rồi. Anh phải cứu lại bạn gái của tôi. Anh dẫn tôi đi kiếm Ba Mập đi. Anh có nghĩ đến hậu quả không? Đừng có nói lại chạy nữa. Tôi anh học lắm, tôi là kẻ giang hồ mà. Tôi chỉ biết là cứu lại bạn gái của tôi. Tôi không thể mất cổ. Tôi cảm thấy anh là người rất biết điều, cho nên tôi muốn thương lượng với anh thôi. Dù cho anh kiếm được Ba Mập, chuyện cứu ai trước phải do bệnh viện. Khi Ba Mập ở trong tay của tôi, nếu họ không chịu cứu bạn gái của tôi thì cũng lắm tiếp tục mà thôi. Đi. Bây giờ chúng tôi đang đối phó với Xích Quân. Anh đi với tôi rất là nguy hiểm. Tôi đi thì không có nguy hiểm. Tôi không đi thì bà gái tôi nguy hiểm. Anh không theo tôi càng nguy hiểm hơn. Lên xe đi. Nói tôi biết Ba Mập ở đâu. Santosa. Mua đồ kỷ niệm đi, mua đồ kỷ niệm đi. Đồng hồ Rolex quốc khánh bán rẻ này, đầy đủ các loại hết. Silver quốc khánh bán rẻ này. Mua vô, mua vô, mua vô. Lại quốc khánh bán rẻ nè. Nè 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 nè, mua 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 đi, mua đồ kỷ niệm đi. Nè nè nè, mua mua vô đi. Nè nè nè, mua mua vô. Ê, đừng nháy mắt nha, đừng nháy mắt nha. Ê, mua vô, mua vô, mua vô. Nè 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 nè, coi này nha, đừng nháy mắt nha. Đồng hồ của Châu Nhận Phát, tóc giả của Trung Sở Hồng nè. Ê, thấy ghê gớm lắm, cái này còn ghê gớm nữa. Quần lót của Trương Quốc Vinh nè. À, còn phải, phải, khăn bình miệng, khăn bình miệng. À, cái này, cái này, cái này. À, mua vô, mua vô, à, mua vô, mua vô. À, đồng Mập, mua vô. Cái mạng có bán không? À, bữa này, bán tới đây. Nè, tao có nè, đứng lại mà chết. Đứng lại mà vậy. Không phải đâu đại ca, số nợ này mày mốt có trả đại ca mà. Mà mai cái đầu anh không ai dám không trả tao đâu. Dạ không phải đâu, ngày mai Châu Dựng Phát tới đây mà kêu ông trả cho. Cái thằng khốn nạn mày muốn gạt tao nữa hả? Lần trước Trung Tư Hồng tới đây mà nói là bạn của mày, làm tao đặt hết mấy bàn tiền trời cả đêm. À không giống, không giống đâu. À, bởi vợ Châu Dựng Phát là người Tân Gia Ba mà. À, tới đây sẽ được quan nghênh là có phải không? À, nhất định không thành vấn đề đâu. Lần sau luôn cho Linh tới đi xin nơi với anh. Cắt cái lỗ tai nó. À, đừng nhá, đừng nhá. Tôi trả tiền đây nè. Bao nhiêu tiền hả? À, lấy đi à, có phải không? Chỉ mấy trăm thôi à? Không, không muốn gì nữa hả? Tao cho mày lựa chọn. Bữa nay phải cắt cái gì trên mình mày? Nói đi. À, được. Cắt móng tay nha. Mày có mượn ngón tay phải không? Ờ à, phải. Chặt cụ hết đi. Ê, à, đừng nghe. Để tôi nghĩ có gì cắt không. À, cắt cái đầu mày. Mày đưa lại, đưa lại nha. Thằng Ba Mập đó ở chỗ nào vậy? Chắc là ở bờ biển. Chính tôi cũng muốn kiếm nó. Nè, phải nghe tôi chỉ huy nha. Đừng làm bậy làm bạ ha. Không thì bắn chết ra liền đó. Mau kiếm cho được Ba Mập hay hơn. Nếu bọn khủng bố kiếm được nó thì nguy. Tôi không biết sao con mẹ nó. Ê, anh gì vậy? Có được không? Tôi không có tin anh không từng nói tục đó. Tôi là người có học thức, tôi không từng chửi thề đâu. Thôi đi. Nè, ở bên kia, kia. Đi. Tôi không phải là dâm tặc đâu, tôi bị vô con theo dõi thôi. Cô tôi không lợi dụng cô đâu, cô đừng la nha. Nếu cô không la tôi buông ra. Ok. Mặc quần áo vô đi. Ờ. Anh Ba. Hả? Anh còn nhận ra em không? Em là Chi đi nè. Em Chi. Lâu quá không gặp. Chuyện này dài dòng lắm. Bây giờ mở chỗ nào vậy? Ở đường Kim Giang. À, anh cũng ở đường Kim Giang. Số 6 là lầu 2 ở tầng 2. Ngẫu nhiên quá à. Em khỏe chứ? Khỏe. Má bên mạnh giỏi chứ? Ừ, được, mạnh giỏi. À, có rảnh là thăm bà đi. Anh bị người ta theo đuổi hả? Bọn con đồ đó. Em coi coi họ còn ở đó không vậy hả? Ừ. Singapore có nhiều người nói tiếng Anh quá ha. Hi, miss. Hi. Hồi cười đi. Do you know a fat boy called Fatty? Fatty. Oh, sorry. Nè, I don't know. Anh hỏi của bạn tiếng Anh sao lại dùng tiếng Pháp để lời vậy? Tôi đã biểu anh đi học tiếng Anh rồi mà.
chờ năm sau đi. À, xin lỗi nha. À, không có gì. Sao rồi? Bên ngoài có hai người đang kiếm anh đó. Hả? Lâu này chết chắc rồi. Giúp anh đi nha. Giúp thế nào? Đi mặc quần áo mau lên đi. Đi đi. Hi, hi. Do you know Bap Bap? Không biết. Không biết hả? Không biết. Không biết tiếng Anh hả? Ê ông à, mấy ông muốn kiếm anh Ba Mập hả? Ừ, phải. Tôi biết anh ở đâu rồi. Mấy ông đi theo tôi nha. Ờ, đi. Con biết họ là ai vậy? Mà kệ nó, mình cứ chạy đi. À, quên lấy đồ nữa thiệt. Nè, không chạy đâu nữa. Đừng mà, đừng mà. Đừng nè. Nói đi. Có người ta cứu tôi. Có người ta cứu tôi. Cứu tôi. Cứu tôi. Cứu. Cứu. Người ta. Cứu tôi. Cảnh sát đây nè, cảnh sát đây. Ê, không có gì đâu, tụi tôi dẫn cho tôi. Không có sao hả? Nó là dù con đó, cho dây lãi cao, mở động, mở sòng bạc, đốt nhà, cưỡng hiếp trẻ em, đi xô mấy người già xuống biển, cưỡng hiếp bà già. Điều nó làm, bệnh xe đa cũng nó làm, thằng này cũng vậy luôn mà. Được rồi nghe mà nói cái gì? Qua. Mập hả? Hả? Tôi có chuyện muốn anh hợp tác. Ê, không làm kẻ phản bội đâu. Ê, tôi lấy tình của anh, đi lấy máu của anh tôi, có được không? Nè bà Mập, có vị lãnh tụ Phật giáo đang bị thương, ông cần thứ máu rất đặc biệt, tụi tôi điều tra rồi, chỉ có máu của anh mới sang cho ông được. Wow. Máu tôi đáng giá vậy hả? Ơ, chết rồi, ngày hôm qua tôi kết nghĩa với người ta, cắt máu, máu ra mấy chén, máu chảy đầy hết, đúng giờ tiền thôi rồi. Đừng dài dòng nữa, đi đi. Wow, cảnh sát lúc đó sao? Biểu chạy thì chạy, biểu đi thì đi hả? Ê, không được đâu, hòa thượng đang chờ máu của tôi đó. Ê, bây giờ nói tiền trước đi nha, có tiền này có máu, không có tiền này không có máu. Có tiền thì máu chảy, không tiền được không? Ba người cùng loại máu như vậy, nhưng hai người đã bị bọn khủng bố giết chết rồi. Nếu anh bị tụi nó bắt được chắc cũng chết thôi. Bọn khủng bố hả? Ừ, sao quen thuộc vậy? Quay phim hả? Về tìm cách khác đi. Bây giờ có đi hay không? Anh bạn à, có gì thương lượng mà. Tôi nói cho anh biết nha, anh là cảnh sát, tôi là anh chị của Hồng Kông. Thằng bé kim chủ là tôi đây. Nên bạn gái tôi có chuyện gì hả? Hả? Hòa thượng là bạn gái của anh? Nếu trong thằng nghĩa thì đi ngay đi. Nếu không bạn gái của tôi có chuyện gì hả? Tôi bấm bể đồ anh đó nha. Chuyện gì từ từ thương lượng đại ca. Người mình là người trong giang hồ với nhau mà. Chị gặp nạn giống như tôi gặp nạn vậy. Chị xuống qua bên kia. Chị xuống bên kia nha. Chờ tôi chút xíu rồi tôi trở lại liền nha. Anh Trâu à, xin lỗi nha, tôi phải đi theo mấy ảnh rồi. Số nợ của anh tôi sẽ đánh tao à. Đừng đi đi. Cái gì? Đừng làm ổng nha. Nếu nó bắt sợi tóc hả? Bắt đi rồi tôi lấy á. Ây da, làm rụng mấy sợi tóc rồi. Bắn nó. Đâu có đâu, tôi đâu có bắn đâu. Tôi dám chơi sao có thiệt. Chạy con. Ây da, đừng có lại nữa mà. Đừng có lại nữa mà, đừng có lại. Chạy mau đi. Đưa xuống cho tôi. Chạy đi. Đưa cho tôi. Nè. Chạy đi. Chạy lẹ lên đi. Ây da. Ây da, nhảy nhiều ý thiệt rồi. Ba 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 đâu vậy? Ba, có sao vậy? Lại đi. Không có sao chứ? Tại sao ta tôi mạnh như vậy? Còn có súng mà đánh được sao? Anh có súng không nên đánh tôi vậy mà anh dẫn tôi đi phải không? Tôi dẫn theo tôi đi. Ê, dẫn Ba Mập đi đâu vậy? Lái sao đây? Lái bằng hai bàn tay. Tôi biết vậy. Nè, có đường khác đi với tàu hay không vậy? Không có đâu, đi thẳng lên trạm xe treo đi. Tụi nó lên xe trạm rồi. Tiến hành kế hoạch thứ hai đi. Hay. Nè, chạy đâu? Mà chạy máu đi. Được không? Không được đâu. Tôi không ra anh nha. Tôi kiếm được khác chạy ha. Không được đâu. Nói tôi biết đi, không chạy là tới có được không vậy? Đừng nói gì, chạy máu đi. Tôi không chạy là có được không vậy hả? Wow. Cao vậy à? Chết mẹ rồi. Làm gì vậy? Không được. Không được hả? Không được, chết đó. Tôi sợ cao lắm. Ê, lên mau, lẹ lên. Đóng cửa này đi,
Vô đâu có chuyện gì? Đi thăm bệnh nhân. Anh bạn trẻ, không được vui à hả? Nằm hít thở đi, qua chừng sức khỏe, nói nhiều làm cái gì? Tụi mình ở chung một phòng là có duyên phận rồi. Tôi muốn làm cho anh khuây khỏa thôi. Không ngờ màu da ngâm ngâm không lại nói tiếng mình lưu loát chứ. Tôi là tạc sĩ về ngành ngôn ngữ phương Đông. Tôi biết 11 thứ tiếng ở Trung Quốc. Vậy thủ này à, là phương ngôn gì đó? Phát âm giống tiếng Triều Châu, nhưng mà tôi không hiểu nghĩa là gì. Tức là chúng người ta sức khỏe mạnh giỏi, khi nào gặp được người Triều Châu nói vậy là được rồi đó. Thế nào, quyết áp còn làm ma như thường chứ? Không thành vấn đề. Anh này, trả lại cuốn sách này cho ông đi. Thưa ông Daka, chúng tôi đã tìm được một người rất thích hợp để sang máu cho ông. Và máu bên Mã Lai cũng chở sang đây rồi, đang ở trên đường tới sân bay đó. Cảm ơn ông. Tuy rằng tôi là tín đồ của đạo Thiên Chúa, nhưng tôi rất khâm phục người mà có tính phấn đấu như ông. Thank you. Ông quê quán ở đâu vậy hả? Triều Châu. Nghe nói chỗ đó tốt lắm hả? Lâu lắm tôi không có về thăm quê nhà. Tôi hy vọng cô gái này cũng được sự đãi ngộ giống như tôi vậy. Yên tâm đi, tôi đã kiếm được một bác sĩ chuyên giải phẫu vết thương này ở một bệnh viện khác. Nè, khi mà có máu sẽ lập tức giải phẫu cho ông đó. Hey, where do you want to go? Cố gắng mà được cái sao chứ hả? Ok. Đánh nữa đi. Thằng khốn nạn, mày dám đánh tao nữa hả? Tao không quên đâu. Không quên thì đem vô khám đi, dẫn nó đi. Yes sir. Mà kệ nó đi mà, nó nóng nảy vì bạn gái của nó đó. Ba mập. Đã biết sự nguy hiểm rồi chứ? Biết, nhưng mà anh cũng biết tôi đang cần tiền đó mà. Tiền thì tôi sẽ cho anh, nhưng số tiền do tụi tôi định. Không sao đâu, tôi cũng thích làm việc chính phủ mà. Hơn nữa có anh bảo vệ tôi. Vậy tôi nói giá nhà hả? 1 triệu Mỹ Kim được không? Cái gì? Người tân gia ba, vậy tính tiền tân gia ba đi. Nói theo anh bị Nhật Bổn bắt được cho tiền gian đi. Đi mau, đi. Tiền gian 10.000 gian 1 nha. Thế nào? Thế nào? Anh có lợi đó nha. Máu từ Hồng Kông và Mã Lai trở đến đây bị sức quân làm nữa hết rồi. Bây giờ chỉ còn làm một hạt giống này thôi. 10.000 yên một cc nha. Lên xe đi. Tôi dẫn nó theo dưới. Chùa có gì?
tụi nó còn ở trong xe đó. Ở trong xe phải rồi, nhưng mà ở trong xe tụi mình đó mà. À, tụi nó lên xe trước rồi, anh chậm nhất đó nha. Thằng khốn nạn im đi, nếu không mà không có tiền che đưa mày đâu. Mày đi mày riêng hả? Ờ, cô Trương, im họng đi. Em họng đi. Wow, lửa cháy bừng bừng, súng nổ như vậy mình thoát được ha. Lần này mới về cúng chùa đó nha. Ê, đằng sau có xe nữa kìa. Nhanh lên. Kiếm đừng chạy đi. Bắn đi mà, chạy cái gì mà chạy. Nhanh lên. Thế là tệ. Ờ, phải rồi, đồ tồi tệ mà. Ê, xe hát kìa, lên xuống. Tụi nó là cảnh sát mà, lần nào cũng đông hơn mình. Mày khờ thiệt, tất nhiên là mình cảnh sát rồi. Tại sao mình tới đây cũng có tụi nó vậy? Các anh có đăng quảng cáo không? Tôi tình nghi chúng mình có nội gian. Không thể nào, chuyện này trừ khi em Lý ra, không ai biết trước đâu. À, hàng chị Lý bạn cũng biết nữa. Ông Lý bây giờ ở đâu? Ở tổng bộ chỉ huy. Bắt đầu từ sân bay, mỗi hành động của mình, mỗi bố cục của mình đều báo cáo tổng bộ phải không? Phải. Vậy máu lấy từ Hồng Kông và Mã Lai, chỉ có tổng bộ mới biết sự sắp đặt này. Nè, anh tình nghi ông Lý à? Dù sao không biết, bắt đầu từ bây giờ đừng liên lạc với tổng bộ, tìm con đường khác về bệnh viện. Mà nói vậy đúng rồi. Tại sao đánh tôi hoài vậy hả? Bộ đội 11 báo cáo đi. Bộ đội 11 báo cáo đi. Tình hình của bộ đội 11. Có nghe không? Có nghe không? Bộ đội 11 hả? Bộ đội 11 toàn đội đã bị chết hết rồi. Có nghe rõ chưa? Là Sapporo hay Cuba đó. Nói cho tụi bé biết, người quyên máu còn ở trong tay chúng tao. Lời thái đó hả? Anh chạy không thoát đâu. Bữa nay Daka nhất định phải chết. Tôi đã bói quẻ cho Daka rồi. Ông không có chết đâu, chỉ có tai nạn chút đỉnh thôi. Nè Lưu Thái à, anh là một con người lạc quan. Tôi dẫm lần sau gặp lại anh á, anh không phải là một cái xác. Tụi anh nói tục giỏi nhất mà. Ê, đưa đây, đưa đây. Mẹ mày bạc ra. Fuck you. Được rồi. Nè, Kali Tiki. Cái gì Kali Tiki? Tiếng Bồ Đào Nha mà, có nghĩa là bộ tướng của anh á. Tướng của tôi?
bộ tướng mắc dệt. Mày, đứng im nha. Câu này tôi nói nè, không phải nó nói đâu. Các anh không ngờ trên mình thằng này có cái súng ha. Bà Mập, lấy súng đi, chồng các anh lại đi. Nè, đừng làm chuyện ngông cuồng như vậy. Không liên quan tên. Ta nói không lựa chọn được mà. Chồng hỏi lại. Tôi không muốn vậy đâu. Đâu mắc mới thì tôi đâu, đừng trách tôi nha hả. Nè. Gì? Đứng im. Nè mày có chuyện nha. Anh coi chừng bá thân anh đi. Mượn thẻ của anh xài nữa ha. Anh sẽ hối hận đó. Không hối hận đâu. Tôi sẽ bắt được anh. À, buông tay ra nha. Không mắc mới tôi đâu ha. Không cho vào. Báo cảnh sát đi. Tụi tôi là cảnh sát bị cộng nè. Làm ơn các người đi. Đừng có qua đi. Đi báo cảnh sát đi mà. Máu đi mà. Đi đâu vậy anh hai hả? Mày biết đi đường nào tới bệnh viện không? Bệnh viện? Không biết. Không biết đâu. Vậy thì khổ rồi. Vậy đi kiếm đi. Chờ chút qua, chờ chút. Người ta bắt đĩa mà, điện chút nữa té cước đó. Người lừa nhiều con đái, cả ngày không đĩa, bây giờ lại đòi đi hả? Không phải, tôi đau bụng, tôi chột bụng mà. Chờ chút đi. Kiếm cái gì? Kiếm cái gì nhét cho mày? Không được đâu, sắp lòi ra rồi, sắp lòi ra rồi. Đừng vô lòi, không được, không được. Đừng vô lòi. あの病院には軍隊がいるだし、我々人も足りない。あのデブを殺してしまえば、宝越しでも同じだ。はい。全力でデブをやれ。他の奴らはこの際はどうでもいいです。ダメだ。ルダ殺すんだ、あいつはたまじょうしくる。何でも通してしまう。このバカしのけでもあいつ行けてる限り邪魔になってしまう。Ê, anh rất thương mặn gái của anh hả? Mặn cái gì vậy mày? Tôi thấy anh rất là mạo hiểm. Anh chọi với tụi cảnh sát, còn chọi với tụi cướp nữa. Cổ gì theo tao tức là vợ của tao. Cổ gì vậy tức là tao phải đảm đương chứ. Nếu không có vậy đâu phải là đàn ông. Ê, anh nghe tôi nói nè, đợi vợ không ai suy tình vậy đâu. Chạy vô trong. Vô trong vô làm dữ vậy hả? Anh Bê à, hôm nay anh đi cầu chưa vậy hả? Giờ giải quyết cho mau đi, đừng nói nhiều nữa. Ở trong có gì ăn đi nha, im họng lại mày mày. Làm thinh có được không hả? Hey, mày nín miệng lại đi. Mày nín. Anh nói chuyện cũng không cho tôi nói, anh thiệt là kỳ cục quá. Nếu anh thiệt là lạ lùng ấy, anh có thể vô trong mà. Chạy vô trong. Vô thì vô. Mau chạy ra nha. Làm gì vậy? Mày lấy một lốt quần ngoài đưa đây cho tao. Hả? Hả? Đưa cho tao. Ê, quần đó. Cho thêm cái đó nha. Cảm ơn nha. Mau đi nha, tao rất là mau đó. Mày phải nói cái gì vậy đi? Cho tao biết mày còn ở đó. Nè, mày nói cái gì đi? Để tao biết mày còn ở đó mà. Hey. Thằng mất dịch này. Đồ mất dịch, không có quần cũng chạy được. Quái trời. Nhiều người quá vậy. Bà Bơ, đừng chạy nha. Bà Bơ, làm ơn ra đây đi. Làm ơn. Bà, đừng chạy nha. Mày đừng chạy nha.
Nè đừng kéo nha, tôi không mong cuộc đâu. Thôi xin lỗi. Nè ba ba, đừng chạy nha. Đăng Sĩ, cho xe chạy, mau lên. Đừng xe. Mà đuổi theo rồi chứ sang trước đi. Tạm tâm con Tâm đó hả? Anh Hai à, tôi đâu có biết nó đi đâu đâu. Sao cũng vậy, gọi đại biết nó đi đâu rồi mà, biết không hả? Gọi đi. Các anh kiếm kỹ rồi chưa? Chưa tới thiệt à? Được, đừng nói nữa. Tụi nó không tới bệnh viện. Không tới đó à? Vậy chuyện này chỉ có 3 khả năng. Thứ nhất, anh B khống chế được cục diện, dẫn thằng Ba Mập về bệnh viện. Thứ hai, tụi Xích Quân bắt được 2 đứa, giết chết chúng nó rồi. Thứ ba, thằng Ba Mập khống chế được cục diện, nó sẽ làm thế nào đây? Nè, nếu mà nó chạy thoát được hay là đã giết thằng B thì sẽ về nhà lấy đồ chạy trốn. Vậy khả năng thứ nhất không tồn tại. Nhưng nếu khả năng thứ hai xảy ra thì tụi mình cũng không làm gì được. Được, mạo hiểm một lần. Coi như thằng Mập chạy thoát rồi, mình đi Ngưu Sa Thủy Kim nó. Nè, đồng hồ Trung Quốc Vinh nè, đeo đi có thích không? Cảm ơn. Cảm ơn. Đừng có sáo nha, bye bye. Chị nó quyên máu, mẹ nó quyên máu, kêu tôi quyên máu. Quyên cái đầu của mày nè. 1, 2, 3, 4, nhảy. 1, 2, 3, 4, nhảy, nhảy. 8, 9, 10, nhảy, nhảy. Ê, cậu thằng vậy không chịu sửa, muốn tôi té chết nữa. Đồ điên. Tôi dậy rồi nè. Anh Ba, xảy ra chuyện gì vậy? Sao em lại tới đây vậy? Không, hồi nãy em lo cho anh không biết có xảy ra chuyện gì cho nên anh tới đây. Đừng nói nữa, con người muốn giết kìa. Chạy nhanh lên. Bây giờ chạy đâu? Chạy đi. Chạy đâu? Đóng cửa lại đi. Anh Ba, tụi mình tính sao đây? Chạy đi. Làm sao đây? Cầu nguyện đi, cầu nguyện đi. Không được đâu, cao quá. Cầu nguyện nữa đi. Không có sao đâu, chạy mau. Tài liệu cho biết nó trên tầng 3. Đi lên. Cảnh sát không làm thương hại cô đâu. Thiệt hả? Xin hỏi cô là gì của Ba Mập? Là gì ông thầy của ảnh? Tôi vừa lên tới đây thì thấy bác gái. Bây giờ cô yên tâm. Ba Mập không trở về đây sao? Tôi không biết. Đã xảy ra vụ gì tôi cũng không biết đâu. Cô gọi điện thoại báo cảnh sát đi, chúng tôi còn nhiệm vụ. Ê, đừng mà, đừng có bỏ tôi ở đây. Cái dân tôi bị người ta bắn trúng rồi. Thái à, mau đuổi theo đi, không còn thời gian nữa. Thật đâu, lúc nào Ba Mập cũng có thể trở về. Ừ. Anh xuống xem tình hình ở dưới lầu đi.
cho thêm người tới. Tôi ở đây chờ một lát, bó lại vết thương cho cô. Vú của cậu lớn thiệt á. Ê, anh thấy con nhỏ của tôi thôi. Thảo đi của mày thì thế nào? Lớn hơn đó. Ê, chờ kiểu gì đây anh mập? Xin lỗi nha, xin lỗi nha. Ê, con gì hấp tấp vậy? Chắc là ngủ với được cô ta rồi chứ gì. Ê, sao dọn ở chỗ này vậy? Chỗ này phức tạp lắm đó. Chủ cũ đang tháo nhà chưa kiếm được chỗ khác. Vô nhà đi. Ê, có người kìa. Ông là chồng của em. Em còn đang học mà. Thầy dạy thêm cho em hả? Mami, cái trán của em nóng lắm. Ừ. Thế nào? Xin lỗi nha. Nè, chỗ này hả? Phải mà. Thiệt hả? Thiệt đó. Ôi, ở lầu kia. Ở lầu đó. Đó, ở đỉnh đó. Ở đỉnh đó. Ở đỉnh đó. Sao hả? Police đây. Ờ, cảnh sát. Police. Tránh ra, tránh ra. Tránh ra, tránh ra. Tránh ra, tránh ra. Police đây. Police. Police. Cảnh sát đây. Thù. Hồi này rất là giống anh đó. Sorry. Nè, thằng nhỏ này. Ôi trời đất ơi, nhúng giết tao bắn mày chết đó. Chạy đi, chạy đi. Đúng kìa. Ừ, anh không khá quá. Sao hả? Nhúng giết đơn sau cái nằm với dạo đi à. Đại ca, có gì các em làm được rồi. Ráng chịu đựng đi. Anh tưởng tôi dám đánh anh hả? Đừng sát cho tôi. Đưa vô, tôi đàng hoàng. Mày chết chung nha. Chết mày nè. Nè, tụi bay chuẩn bị ngồi tù đi. Mày nói gì vậy? Bộ điên rồi sao? Nè đại ca. Sao bắt đi vậy? Hồi nãy đi với anh em tới khách sạn Bách Hoa đó, mùi vui đẹp lắm, anh đi với tôi. Mày không được, tôi đã kiếm mập đây nè, tụi anh đi hết rồi. Đại ca, có phải cái thằng không mặc áo không? Mày thấy nó hả? Dạ. Nó như một con gái đi khách sạn Bách Hoa rồi. Hây da, mày có chừng đó nha. Có chừng đó nha. Đi. Ok. Chưa có tin của ba mập. Đã xảy ra chuyện gì chứ? Một lúc nói không rõ đâu. Tháng sau cuộc kết hôn hả? Quen nhau lâu rồi hả? Lâu lắm rồi. Thật là rủi. Sắp có tin mừng thì cha chồng mẹ chồng hết người này tới người kia. Thật ra tôi cũng không biết tại sao như vậy. Ông bảo đối với tôi rất là tốt mà. Nè, để tôi đưa cô đi nhà thương, đừng để máu ra nhiều. Xin lỗi. Không có chi. Không có chi thì sao? Cô. Lôi Thái, người ta nói anh nhanh trí bình tĩnh, đâu có phải như vậy. Vĩnh Điệt, không có đạn được sao? Cô đóng kịch giỏi thật, không làm khủng bố đóng phim được đó. Nhưng cô đã sai hai chỗ. Thứ nhất, nếu kẻ khủng bố muốn giết cô, nhất định không bắn cái chân của cô. Nó có đủ thời gian bắn bể đầu của cô. Thứ hai, thằng ba mập không có ba đâu. Nó là gia đình đơn thân. Tài liệu ở đây nè. Thái à, bỏ dao xuống, bỏ xuống. Bỏ xuống đi. Đi. Nè, cô gái hồi nãy là xích quân đó. Thằng mập lên khách sạn Bách Hoa, thằng Bi cũng lên đó rồi. Có chuyện gì đó? Xe đi anh bạn, cầm hết tụi này cho tôi đi. Kêu xe đến bao giây hết cả khu này biết chưa hả? Quật cánh phong tỏa ngoài đường, tụi tôi không có đủ người đâu. Tôi gọi điện thoại giùm anh. Anh Thái, anh lên trận trước, tôi đi gọi điện thoại. Nè chú kia, tôi hỏi chú thêm một lần nữa. Thằng mập với con nhỏ đó đi phòng số mấy? Bọn vô con tụi mày đừng à, vã đám vậy hả? Anh tôi hỏi chú ở nể mặt chú. Còn không mau trả lời. Xin đừng phá tụi nhà. Phá tụi nó được rồi. Vậy nói mau đi. Anh ba, anh đi báo cảnh sát đi có được không? Không biết ai là cảnh sát, không biết ai là trộm cướp, nguy hiểm lắm à. Em à, cái đầu thằng nhỏ nóng lắm nè, dẫn nó đi khám bệnh đi. Anh ba, hay là anh trốn ở đây một lúc đi, bây giờ tôi dẫn thằng Sanh đi khám. Tôi sợ họ nhận ra đó. Mở cửa đi. Anh đi tìm chỗ trốn đi, tôi đi mở cửa. Mở cửa. Mở cửa đi. Có nghe không đó? Kiếm ai vậy? Ba mập, không có người này. Nè,
Okay, mở cửa đi. Ở đây đâu có ai, kêu mở cửa đi. Sao vậy? Cái tay tao bị kẹt vậy. Mở cửa đi. Bà Bập đâu? Muốn làm gì đâu? Bà Bập đâu? Kêu ra đi. Thằng Bập, mở ra đi. Tụi bay không ra tao kêu ăn cướp nha. Mày đừng tưởng tao biết mày đây nha. Cứu tao với. Cứu tao với. Bà Bập ra đi. Ăn cướp. Ra đi. Bà Bập. Ra đi nè. Nếu không muốn thằng nhỏ này chết thì ra đây. Ra đi mau. Bây giờ ta đếm 3 tiếng. Nếu mày còn không ra đây, ta sẽ bắn chết thằng nhỏ này. 1 2. Minh con à! Má à! Ta đạp chết mày nè. Xong rồi, chụp lấy đi. Tụi mất dịch này, tao lẹo quá vậy. Tôi nghĩ tới lúc này tụi mình phải quá địch thành bạn rồi đó. Nếu mồi hỏi thời gian lạnh, giờ mình tương trợ với nhau đi. Anh Mập, anh có sao không? Tụi nó muốn tôi đi nhà thương, tôi nhất định đi. Tụi mình đi nha. Đi đi, Minh à, đi với chú đi. Đi. Sam có ai vậy? Bắn lung tung như vậy còn ai dám ở đây nữa? Thôi. Thằng Ba Mập, mày chạy không thoát đâu. Tao mà bắt được mày, tao giết mày trong chảo dầu. Mày chạy đi đâu? Giết đứa nhỏ này đi. Tao không ngu để gì có chứng cứ đâu. Mày, quần chết bắn này, mày phải chết rồi. Thách đầu, thách đầu, bỏ súng xuống, đừng buộc tao nổ súng giết mày nha. Thái à, mày cận thì cận gần 1000 độ, không được kính làm sao bắn trúng tao. Bỏ súng xuống đi. Tao nên biết trước mày là gian tế. Tao đã đánh giá mày là thằng thông minh mà. Hôm nay tao thấy cái miệng của mày méo cả ngày. Thật tao nghĩ không ra, thì ra điếu thuốc giả của mày không phải điếu thuốc hôm qua, là cái micro vô tuyến. Tao đoán có sai hay không? Đúng lắm, đúng lắm. Bởi vậy cho nên bọn xích quân đi đâu nó theo tới đó, có lúc còn nhanh hơn mình. Tại sao mày làm như vậy? Tao già rồi, còn làm cảnh sát ở Tân Gia Ba bao lâu nữa không biết. Tụi nó cho tao 10 triệu Mỹ Kim. 10 triệu đó à? Tao còn phải nuôi vợ nuôi con. Tao muốn chúng nó sống sung sướng. Dakalama có chết mắc mối gì đến tao? Đáng cái là bọn mắc dịch Nhật Bản. Nếu không tao đâu có tiết lộ thân phận. Thách đầu, mày bỏ súng xuống đi. Bỏ súng xuống thì tao coi như không xảy ra chuyện gì. Mày vẫn còn là bạn của tao.
Thái à, mày đừng gạt gẫm bản thân mày. Bây giờ mày không biết tao đứng cách xa mày bao xa. Mày có vốn liếng gì cái với tao hả? Có. Vốn của tao là cái lương tâm của mày. Lương tâm đã bị 10 triệu miếng kim che mất. Anh ngó thấy nó sao? Sáng nay tôi được lễ vật sinh nhật của bạn gái tôi gửi cho. Các anh sao rồi? Không sao. Cảm ơn anh đỡ giùm tôi một phát. Máu của tao còn tiền phí. Máu của mày không thấy được đâu. Đừng có nói nữa. Mình lập tức về bệnh viện. Mày đi. Anh bạn trẻ, thế nào hả? Ông sắp chết rồi, để dành hơi, đừng có nói nhiều mà. Lại thất hẹn với bạn gái nữa hả? Phải rồi, ông có thể đền lại cho tôi không? Tôi không phải là bạn gái, anh làm sao tôi nói được. Tôi thiệt là không hiểu tại sao ông đến Tân Gia Ba. Tôi phải đi khắp nơi trên thế gian này, nói cho người ta biết, để cho người ta sợ đau khổ quần chúng của nhân dân quê tôi. Để làm gì? Theo quan điểm về tôn giáo của chúng tôi, càng có nhiều người biết chân tướng thì càng có nhiều người phản cảm. Đối với những người thù chúng tôi, cho đến số người của chúng tôi được thật là nhiều hơn số người của kẻ địch, thì sẽ nảy nở ra một thứ nguyện tự thể gọi là nghiệp lực cộng đồng, có thể sửa đổi và có thể xúc tiến sự thất bại của kẻ địch. Nói như không à. Nói ca ngựa con nào giỏi thì nhiều người mua rồi. Rất có nhiều người muốn nó thắng nhưng nó bị thua. Có người hỏi tôi vấn đề này. Ngựa giỏi thì có nhiều người bỏ tiền mua thiệt, nhưng chưa chắc là có người mua nhiều nhất. Có nhiều người họ mua 5 đồng, 10 đồng, họ đều hy vọng nó sẽ thua. Về số người thì chỉ mua tiền, cho nên toàn thế giới mua thứ giỏi hay thường bị thua. Có nhiều người đàn ông trên thế giới này muốn cô Lâm Thanh Hà cởi truồng, nhưng mà đâu có thấy cô cởi truồng đi ngoài đường đâu. Tôi không nên thảo luận với anh về vấn đề này, nhưng về mặt lý luận thì tôi cũng có thể. Hả? Có thể nào? Cái thứ niệm lực cộng đồng này đại khái tích trữ 50 năm sẽ thành công. Khờ thiệt, chừng đó Lâm Thanh Hà 80 tuổi rồi. Chúng tôi đang thảo luận về tánh khả năng, không phải là tánh khả quan đâu. Sere, có chuyện gì cậu? Lập tức chuẩn bị phòng giải phẫu đi. Bác sĩ Anderson tới lập tức làm thủ thuật cho bệnh nhân. Máu đã tới rồi à? Ê, chuẩn bị trước đi, khi máu tới lập tức giải phẫu cho họ. Dạ. ジロと新日に病院の表から攻めるように言え。表は軍隊がいます。それじゃわちゃと自殺するようなもんですよ。何？はい。俺たち病院に入って、やつらの注意を他の方に向けるようにするんだ。はい。Người này lại đây. Cô tắt thở rồi. Đi vô.
Ông Dakalama, xin đừng bận tâm. Người quyến máu tới đây, chúng tôi sẽ lập tức giải phẫu cho ông. Đồ áo quyết cho ông đi. Dạ. Xin hỏi đi đâu đó? Tôi là bác sĩ Châu. À, mời vô. Tôi là Lôi Thái đây. Anh tới đây để quyên máu, cho vô đi. Dạ, dạ, dạ. Thank you. Xe đây à, thứ giải phẫu này lần trước mày cũng giúp tao một lần rồi, đại để còn nhớ chứ? Dạ, còn nhớ chứ. Này xe đây à, tao không thể nào chăm sóc mày cả đời đâu. Báo cáo toàn bộ, khu số 7 bị nổ cháy.